Na Eun, thần tượng xinh đẹp nhất Hàn Quốc đang phải trả giá đắt cho loạt bê bối đời tư. Vì những bê bối liên quan đến Hyun Joo, cựu thành viên nhóm April, Na Eun bị loại khỏi dự án phim Taxi River. Ekip Taxi River đã xác nhận quyết định thay đổi diễn viên chính. Đây là Studio S, công ty sản xuất bộ phim truyền hình Taxi River, phát sóng trên đài SBS. Sau khi thảo luận với công ty quản lý của Lee Na Eun, người đảm nhận vai chính trong phim, chúng tôi quyết định thay đổi diễn viên. Chúng tôi hy vọng khán giả thông cảm vì đã đưa ra tuyên bố muộn màng. Ekip cần thời gian để xác định kỹ lưỡng tình huống, cũng như suy nghĩ của công chúng về sự việc. Ngoài ra, ekip cần thời gian để lựa chọn diễn viên thay thế. Đại diện ekip thông báo, quá trình quay đã hoàn thành khoảng 60%. Tất cả cảnh quay có nữ diễn viên Lee Na Eun sẽ được quay lại với nữ diễn viên mới. Studio S và nhóm sản xuất Taxi Driver sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bộ phim một cách chất lượng nhất, ekip chia sẻ thêm. Trước đó, một tài khoản tự xưng là em trai Hyun Joo đăng bài cho biết chị gái bị các thành viên April bắt nạt. Nữ ca sĩ trầm cảm, thậm chí muốn tự tử trước sự tẩy chay của các thành viên cùng nhóm. Sau đó, một số tài khoản mạng cũng buộc tội Na Eun bạo lực học đường ở trường tiểu học và có bình luận nhạy cảm về vụ án hiếp dâm của diễn viên tiền bối. DSP Media phủ nhận các cáo buộc và khẳng định thực hiện hành động pháp lý với tất cả bài đăng vu khống, sai sự thật. Tuy nhiên, công chúng vẫn chỉ trích và tẩy chay Na Eun cũng như các thành viên April. Nhiều nhãn hàng quyết định chấm dứt hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ. Sự nghiệp chật vật, liên tục thay đổi thành viên. April ra mắt ngày 24 tháng 8 năm 2015 với ca khúc chủ đề Dream Candy. Bài hát không được công chúng chú ý và có thành tích khiêm tốn trên các trang nghe nhạc. Vị trí tại thị trường âm nhạc chưa vững vàng, April đã có sự thay đổi đội hình. Chỉ 3 tháng sau ngày ra mắt, trưởng nhóm Somin tuyên bố rời nhóm vì không phù hợp với hình ảnh, phong cách April theo đuổi. Sau đó, April phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Snowman, Tinkerbell, Mayday, Take My Hand, The Bluebird, nhưng đều không tạo tiếng vang. Tên tuổi của April hoàn toàn lu mờ so với những nhóm nhạc cùng thời. Thậm chí nhóm nhạc của DSP bị lớp đàn em như ITZY, Z-Idly, East One lấn át. Năm 2016, người hâm mộ một lần nữa chứng kiến April thay đổi đội hình, thành viên đảm nhận vị trí center và visual xinh đẹp nhất nhóm là Hyun Joo rời đi. Thay thế cô là Jaekyung và Rachel. Đến năm 2020, April mới được chú ý. Album Da Capo và các khúc chủ đề La La Li La La được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Da Capo đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng album, trong khi La La Li La La đạt hạng 40 ở mảng nhạc số của Gaon. Đây là sản phẩm có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của April. Tuy nhiên, lời cáo buộc của em trai Hyun Joo khiến sự nghiệp vừa khởi sắc của April đã đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Một tài khoản tự nhận là em trai Hyun Joo khẳng định chị gái bị các thành viên April bắt nạt dẫn đến trầm cảm, muốn tự tử. Công ty DSP Entertainment phủ nhận cáo buộc của em trai Hyun Joo, thậm chí tuyên bố khởi kiện tội vu khống. Gia đình Hyun Joo tiếp tục phản bác, người này chỉ ra nhiều bằng chứng chứng minh chị gái bị tẩy chay khi hoạt động trong nhóm. Chủ tài khoản thậm chí đăng báo cáo cho thấy Hyun Joo từng dùng thuốc để tự tử. Công chúng bắt đầu lục lại hàng loạt video liên quan đến April. Họ chỉ ra trong các video, Hyun Joo luôn bị các thành viên còn lại lạnh nhạt hoặc gây khó dễ. Sự việc khiến công chúng tức giận, họ tẩy chay các hoạt động và sản phẩm của April. Lúc này, nhóm nhạc của DPS đang phải đối mặt với nguy cơ tan rã vì phản ứng tức giận của dư luận. Nhìn vào tấm gương của Jimin, trưởng nhóm AOA phải giải nghệ vì bắt nạt Mina, có thể thấy April khó được ủng hộ nếu tiếp tục hoạt động. Trả giá đắt cho những bê bối. April ra mắt với đội hình 6 thành viên gồm Somin, Jaewon, Hyun Joo, Na Eun, Jena và Jinseon. Năm 2015 cũng là năm TY, GFRIEND, Oh My Girl ra mắt. Trong khi đồng nghiệp gặt hái nhiều thành công, TY thậm chí vươn lên vị trí nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, April vẫn mờ nhạt. Công chúng gần như không biết đến tên tuổi của April dù họ đã bước sang năm thứ 6 hoạt động. Trước đó, Na Eun là thành viên có sự nghiệp cá nhân nổi bật nhất April. Cô tham gia nhiều hoạt động giải trí, dự án phim. Năm 2019, cô được chú ý khi đảm nhận vai chính trong web drama 18-2. Là phim chiếu mạng, nhưng 18-2 đã được khán giả trẻ yêu thích, giúp Na Eun cùng dàn diễn viên phủ sóng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông. Nữ ca sĩ còn đảm nhận vị trí MC trong chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS và tham gia dự án Vô tình tìm thấy Haru của đài MBC. Đầu năm, Na Eun vượt qua Suzy, Junna, Tuju và đứng đầu cuộc bình chọn thần tượng xinh đẹp nhất Hàn Quốc do Daily Sport thực hiện. Nếu không có lời tố cáo từ gia đình Hyun Joo, Na Eun sẽ có sự nghiệp rộng mở, đặc biệt mảng phim ảnh. Khi những tin đồn liên quan đến việc bắt nạt Hyun Joo bùng nổ trên mạng xã hội, công chúng tìm ra nhiều bằng chứng vạch tội Na Eun. Họ tìm thấy tấm hình nữ thần tượng giương ngón tay thối. Cùng thời điểm, một tài khoản đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được cho là giữa Na Eun với người bạn nam. Trong ảnh, tài khoản được cho là của Na Eun nhắn: "Cậu cũng muốn được Go Ngúc hiếp dâm sao?" Go Ngúc là nam diễn viên phải ngồi tù 5 năm vì tội hiếp dâm. DPS phủ nhận tin nhắn trên của Na Eun, nhưng sự nghiệp của cô vẫn khó lòng cứu vãn. Chỉ riêng việc bắt nạt thành viên cùng nhóm cũng đủ để Na Eun bị khán giả quay lưng. Ngày 28 tháng 2, Na Eun có hơn 2,58 triệu theo dõi trên Instagram. Đến ngày 3 tháng 3, lượng người theo dõi của nữ diễn viên giảm xuống 2,49 triệu người. Chỉ trong 3 ngày, thành viên của nhóm April mất 100.000 người theo dõi. Bài đăng cuối cùng của cô cũng vấp phải vô số lời chỉ trích.
nhiều thương hiệu và chương trình truyền hình đã xóa hoặc chỉnh sửa hình ảnh của Na-eun. Tập đoàn thực phẩm Đông Su quyết định hủy bỏ hợp đồng làm người mẫu đại diện của nữ ca sĩ, ít nhất 5 nhãn hàng khác từ thời trang, phụ kiện đến dược phẩm, xóa bỏ hình ảnh quảng bá của cô. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong một tháng qua phải vật lộn với hàng loạt bê bối bắt nạt học đường. Những ngôi sao bị buộc tội bắt nạt đang phải trả giá đắt cho những hành động sai trái trong quá khứ. Một số bị loại khỏi dự án truyền hình hoặc quảng cáo họ tham gia, và Na-eun là một trong số đó.